Đầu tiên chương trình chia sẻ về công nghệ chẩn đoán trên các dòng xe hơi hiện đại. Ngày hôm nay công ty cổ phần OBD Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sử dụng một thiết bị chẩn đoán Orthel Maxisit VS908 Pro. Chúng ta sẽ thực hiện việc cài chìa khóa trên dòng xe Kia K3. Xin mời các bạn. Đầu tiên các bạn phải kết nối cục G2534 của em vào phòng chẩn đoán. Hiện tại ở đây tôi có hai chiếc chìa khóa trên xe Kia K3 và hai chiếc đang không thể nổ máy. Hiện tại là có hai chìa và không nổ máy. Và chúng ta sẽ thực hiện việc cài đặt chìa khóa trên dòng xe này. Xe của tôi vừa mới thay hộp Smart Key xong và xảy ra hiện tượng là chúng ta sẽ phải cài lại chìa khóa. Chúng ta sẽ vào phần đây là dòng xe Win Kia. Thị trường chung, xe của tôi là xe Kia K3. A14 động cơ 2.0. Ok, chúng ta sẽ vào hệ thống Smart Key. Ok, mất kết nối rồi. Ok, chúng ta sẽ vào chức năng Special Function là chức năng đặc biệt. Và đây sẽ có phần Smart Key Code Saving để chúng ta lưu một cái mã chìa khóa. Ok, điều kiện là chìa khóa điện off. Và có sẵn cái phôi chìa để chúng ta cài, nhấn ok. Sau đó chúng ta, các bạn phải nhập cái pin code 6 ký tự vào. Thì cái pin code này chúng tôi sẽ có. Ở đây tôi đã thực hiện cài pin code này. Khi các bạn muốn lấy pin code của dòng xe Hyundai Kia thì các bạn liên hệ với công ty cổ phần OBD Việt Nam, chúng ta sẽ được cung cấp. Nhấn ok. Tiếp theo các bạn lưu ý, chúng ta sẽ đọc kỹ cái hướng dẫn ở đây. Là chúng ta sẽ bắt đầu cài chìa thứ nhất. Các bạn click ok. Sau đó chúng ta sẽ nhấn cái nút startup này bằng cái chìa khóa này. Chúng ta dùng cái chìa khóa này và chúng ta nhấn vào cái nút startup. Ở các cái phiên bản thế hệ Smart Key dưới 2.5 thì chúng ta sẽ cần sử dụng có một cái hộc để cắm chìa vào đó để chúng ta cài. Còn ở những phiên bản từ 2.5 trở lên, 2.5, 2.7 thì chúng ta sẽ sử dụng ngay cái chìa khóa để chúng ta nhấn vào cái nút startup. Chúng ta sẽ nhấn thẳng vào. Và chúng ta sẽ nhấn ok. Tiếp theo ok. Vâng, bây giờ chúng ta đã cài xong chìa thứ nhất. Chìa thứ nhất hoàn tất và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dùng chìa thứ hai. Chúng ta nhấn vào nút startup, nhấn ok. Ok, như vậy là đã xong. Ok, chìa thứ hai đã hoàn tất. Ok, đã hoàn thành xong hai chìa. Và như vậy là chúng ta đã cài xong chìa. Chúng ta sẽ cùng thử lại. Ok, như vậy là chiếc xe của chúng tôi đã nổ máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. We'll be right back.